Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Năm công nguyên 1644, Lý Tự Thành dẫn quân tiến đánh Bắc Kinh, triều Minh diệt vong, mật bảo trong cung Chung Kê Can Lưu Ly lọt vào tay của một đại tướng dưới tay Lý Đại Thành. Nghe đồn trong đó cất giấu một bí mật to lớn của kho báu đời Minh, nhưng sự thật thì không ai biết. Sau khi triều Minh diệt vong, có một tộc người cẩm y vệ được truyền lại với nhiệm vụ bảo vệ báu vật. Họ khác với những cẩm y vệ tranh quyền đoạt vị khác. Tộc người này dưới sự dẫn dắt của họ Hạ, trung can nghĩa đảm, đời này qua đời khác bảo vệ Chung Kê Can. Đại ca, chúng ta bị nhốt ở đây đã gần một tuần lễ rồi. Hay là xông ra ngoài đi. Một đám lính đánh thuê nước ngoài dưới sự xúi dục của tổ chức trộm báu vật định dùng thủ đoạn bạo lực tiêu diệt triệt để gia tộc nhà họ Hạ, đồng thời cướp đi Chung Kê Can trong tay họ. Nhớ kỹ, con là cẩm y vệ.
Đám phần tử phi pháp đó bị cảnh sát bắt giữ trong nước, nhưng kẻ chủ mưu cướp báo vật không rõ tung tích mất tích cùng lúc. Còn báo vật vô giá thần bí đó, chung kê can lưu ly. Có lời tương truyền, Chung Kê Can được một ngư phủ vớt lên từ dưới hồ, lạc vào dân gian. Từ đó về sau, mặc vô âm tín, cho đến khi... Ê, Khải, luận văn đó của cậu ổn không vậy? Không thử làm sao biết được. Tôi thấy của cậu mới không đáng tin. Ai nói vậy? Cái này của tôi. Ê, mì của hai đứa có rồi. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Chiếc chung gây càng thuộc Triều Minh được phát hiện gần đây nhất sẽ được đưa đến trung tâm đấu giá vào chiều hôm nay. Theo suy đoán, ông chủ của nó đã vượt quá 100 triệu đồng. Xin lỗi nha. Khác với 19 chiếc chung gây càng được phát hiện trước đó. Từ từ anh. Chung kê can này được làm từ ngọc lưu ly, được chế tác vô cùng tinh xảo. Ê, ông chủ, bao nhiêu tiền? Tổng cộng 32 tệ. Tôi trả tiền bằng WeChat nha. Cậu trả tiền mặt đi, tôi không có dùng WeChat. Để tôi trả cho. Ông chủ, còn thiếu 5 tệ, lần sau trả ông được không? Ừ, được, không sao. Thật ngại quá. Đi thông thả. Đi thôi. Đi. Ừ. Đây là thanh đao của Cẩm Y Vệ đời Minh, Tú Xuân đao. Dĩ nhiên đây chỉ là chế phẩm mô phỏng. Đao này có đặc điểm kết hợp giữa đường đao và miêu đao, lực công kích mạnh, tiện đeo bên mình. Thân đao được làm từ thép tốt, chém sắc như bùn. Đây là phi tiêu của Cẩm Y Vệ. Theo giả sử ghi chép, tuy Triều Minh đã diệt vong, nhưng vẫn có một nhóm Cẩm Y Vệ tồn tại đến thời nay. Họ mai danh ẩn tích, chỉ để bảo vệ một bí mật của Dương Triều Đại được Minh. Được rồi, nếu như em học lịch sử, chắc chắn tôi đánh giá em xuất sắc. Nhưng em học về thiết kế công nghiệp, đợi thì lại đi.
Qua, wow, đây không phải là Cẩm Y Vệ sao? Đi tham kiến hoàng thượng hả? Sao hạ Lý Mạc Tầm còn định nhốt tôi vào nha môn hay sao? Ê, bỏ đi bỏ đi. Mạc Tầm, Mạc Tầm, đi thôi. Đã nói với cậu từ trước rồi, không cần phải cư xử tốt với họ, nhất là cái thằng phản sản đó. Bản thân không có bản lĩnh gì, chỉ chịu vào chút thế lực của anh trai nó, ngày nào cũng ngang ngược bá đạo. Có thế lực thì đã sao? Tôi nói cậu nghe, chiêu khí quan trường hồng của tôi. Được rồi mà, cậu đừng nói về mấy chiêu thức cậu học được trên mạng đó nữa. Luyện văn của cậu sao rồi? Tôi đã nói rồi, bài Cẩm Y Vệ gì đó của cậu chắc chắn không được. Vậy còn cậu? Của tôi thì giáo sư của tôi chính là ông già cổ lỗ mà tấn công bức tường lửa trên mạng. Lý luận cao cấp như vậy, ông ấy lại nói là bàn môn tà đạo gì đó. Cậu xem có còn thiên lý không? Không phải là hacker sao? Ê, cũng không thể nói như vậy được. Ê, cậu nhìn cô gái đó kìa. Ai vậy? Hạ Tiểu Tịch, cậu không biết cô ấy sao? Trưởng câu lạc bộ vũ đạo của trường mình. Không chỉ xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt. Nữ thần trong mơ của tôi. Nữ thần của cậu không phải Angela Baby sao? Đừng nhắc tới người cũ với tôi hoài. Ê bạn ơi, tối nay không bận chứ? Cùng đi chơi nha. Các cậu tránh ra, đừng đụng vào tôi, nếu không hậu quả tự chịu. Đụng cậu thì sao? Sẽ có hậu quả gì? Nè, làm gì vậy? Lý Mặc Tầm, lại là mày nữa hả? Tránh xa tao ra một chút. Đi thôi. Ê nè. Cảm ơn các cậu giúp tôi. Thật ra tự tôi có thể giải quyết được. Ê, cậu xem nữ thần của cậu cũng phủ thật đó. Nè, trời ơi, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Đi, về lại trường. À da, đau. Hết băng gạc rồi. Không, không cần đâu, tôi không sao. Vậy cậu tự sát trùng đi, tôi đi mua băng gạc. Ê, vậy tôi dùng cái gì để sát trùng? Bình gấm đỏ kê quyết chung kê can lưu ly. Bắt đầu hành động. Nghe rõ.
Alo, ai vậy? Nói đi. Ông chủ vào được kho bảo hiểm rồi. Hành động theo kế hoạch. Dạ. Chung kê Can Lưu Ly giá khởi điểm 80 triệu. Thưa các quý bà, các quý ông, chào mọi người buổi chiều. Chào mừng đến với buổi đấu giá lần này. Tôi là đấu giá viên Trương Kiệt, rất vinh hạnh được đảm nhận điều hành buổi đấu giá lần này. Sau đây, xin giới thiệu các khách mời của phiên đấu giá lần này. Tổng giám đốc của công ty thợ săn khảo cổ Hồng Kông, nhà khảo cổ học nổi tiếng, ông David Hoàng. Chúc mừng người tham gia số 13 đấu giá thành công. Giá thành giao là 45 triệu nhân dân tệ. Chúng ta cùng đến với sản phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là điểm nhấn của phiên đấu giá ngày hôm nay. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng báo vật đời nhà Minh, chung cây can lưu ly. Gì vậy? Sao lại vậy sao chứ? Vậy? Sao lại như vậy chứ? Sao lại là cái này? Hả? Chung cây can lưu ly đó. Mọi người nè, lừa đảo hả? Chúng tôi sẽ đem sản phẩm ra đây. Sao lại mang cái này ra đây chứ? À, trời ơi, tính lừa mọi người sao? Chung cây can lưu ly đâu? Chung cây can gì chứ? Sao như vậy? Có chuyện gì vậy? Đúng là mắc cười thiệt đó. Ôi! Ông là vậy? Đưa cái đó cho tôi. Ê nè, khoan đã. Khoan đã. Theo tin, trong phiên đấu giá lần này đã bị trộm mất chung cây can lưu ly trị giá hơn 200 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát nghi ngờ vụ trộm lần này có liên quan đến tổ chức trộm cắp nhiều năm về trước. Tình tiết cụ thể vẫn đang được điều tra. Tôi chưa chết đâu. Ây đau. Hôm nay trên đường về tôi gặp một cẩm y vệ. Ngụy Yên, cậu có biết băng không đó? Sao tôi cảm thấy con chút hơi bất bí. Như vậy mới ngầu. Ờ à, phải rồi. Cẩm y vệ mà cậu nhìn thấy trông như thế nào hả? Ông ấy đeo mặt nạ, tôi cũng không nhìn rõ.
Hạ phàm chi linh dị. Tiểu tịch, sao về trễ vậy? Con đi tập múa. Sau này về sớm một chút. Ừ. Có nghĩa là Chung Kê Cang đã bị người ta cướp mất rồi. Ông chủ, đó không phải là người bình thường, thân thủ quá lợi hại. Cậu biết tôi đợi cơ hội này bao lâu rồi không? Một câu quá lợi hại của cậu là để báo vật trong tay bay mất. Không, không, ông chủ, chúng tôi nhất định tìm được nó về. Cậu nói xem tìm như thế nào. Tôi biết một người. Ai? Hắn tên Hùng Bá. Hùng Bá? Hùng Bá, nhìn cái này đi. Ông ta là ai? Cẩm y vệ. Cẩm y vệ cái gì? Võ công của hắn quá lợi hại, chúng tôi còn không nhìn rõ được hắn xuất chiêu, cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Người này đã lấy mất báo vật của ông David. Nếu anh có thể tìm được hắn, cướp lại được báo vật, chắc chắn ông David sẽ trọng thưởng. Ba đấm. Chỉ cần ba cú đấm, tôi sẽ xử lý xong hắn. Anh quá tự tin rồi. Gặp phải tôi, hắn chết chắc rồi. Không hổ là đệ nhất quyền thủ của thành Bắc, xem ra chúng tôi tìm đúng người rồi. Anh, sao em đến đây? Lần này anh phải trút giận giúp em. Tôi thấy có thể ông ta giống như cậu, cũng là fan hâm mộ khùng của Cẩm Y Vệ. Tôi cảm thấy không giống. Võ công ông ta dùng tuyệt đối là của Cẩm Y Vệ. Hơn nữa trên y phục còn có ký hiệu của Cẩm Y Vệ. Ông chủ, chúng tôi trả tiền mì ngày hôm qua. Được rồi, để trên bàn đi. Vậy chúng tôi đi trước nha. Sao vậy? Đi thôi. À, Khải à, cậu về trước đi. Tôi nói chút chuyện với ông chủ. À, được. Vậy tôi đi trước nha. Ừ. Cậu đừng tới trễ nha. Được. Ông chủ, xin ông nhận tôi làm đồ đệ đi. Cậu nói gì? Ông chính là Cẩm Y Vệ hôm trước phải không? Cẩm Y Vệ? Cậu nhìn lầm người rồi. Tôi đã nhìn thấy vết sẹo của ông. Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Cậu nhỏ tiếng một chút. Ha! 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 Cậu tập như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác đó. Được được, tôi nhỏ tiếng, tôi nhỏ tiếng. Đây là quyển phổ nát gì vậy? Tôi thấy cậu đang luyện lung tung. Cậu đừng nói bậy, đây là quyền pháp cẩm y vệ chính thống đó. Phải tìm rất lâu mới tìm được. Đây vốn dĩ không phải là quyền pháp cẩm y vệ gì hết. Đúng là tình ngốc. Ha! 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 Nè, cậu cười gì vậy? Nè. Ê, võ công của cậu học ở đâu vậy? Từ nhỏ tôi đã biết rồi. Nhưng cậu cũng phải có một sư phụ chứ. Nè. Ê, có thể ép WeChat không? Cậu còn đi theo tôi báo cảnh sát đó. Cậu chính là Lý Mặc Tâm sao? Đúng vậy, thì sao chứ? Anh à, chính là nó. Cậu đã đụng tới em trai của tôi. Hay làm vậy đi, để em trai của tôi ở trước mặt bạn gái của cậu tát cậu 10 bạt tai, chuyện này sẽ cho qua. Hoặc tôi không phải là bạn gái của cậu ấy. Ồ, vậy càng tốt. Em trai tôi vừa khéo đang thiếu bạn gái. Lên. Đi theo tôi. Đuổi theo. Các cậu ý đồng hiếp yếu, không xấu hổ sao? Ông già, ông vừa mới dùng võ công gì vậy? Tôi chỉ là một đầu bếp nấu mì, không hề biết võ công gì hết. Được, vậy hôm nay tôi xem ông nấu bếp như thế nào. Không hả? Đường Tân Dân có người đánh nhau. Đi đi, đi. Đi. Cút đi giùm. Mặc Tâm, Mặc Tâm. Ê, sao lại là cậu? Không phải tôi thì là ai? Tôi chăm sóc cậu cả buổi chiều rồi. Cậu ấy... cậu đến từ lúc nào vậy? Trời đất, không lẽ cậu mất trí nhớ rồi? Tôi thấy cậu không về ký túc xá nên tới tìm mì tìm cậu, đúng lúc gặp phải các cậu đang đánh nhau. Uống thuốc đi. Cảm ơn.
Đầu thế nào rồi? Đã không sao rồi. Cảm ơn chú cứu con. Khách sao gì chứ? Chẳng phải cậu cũng đã cứu tiểu tịch sao? Ông chủ, con nhìn thấy chú xuất chiêu rồi. Chú đúng là cảm ơn vậy. Được rồi, được rồi, đừng nói những chuyện đó nữa. Xin chú nhận con làm đồ đệ đi. Con muốn làm cảm ơn vậy. Chú đã nhìn thấy võ công của con, cũng được lắm. Vậy là chú đã đồng ý rồi. Cái cây một khi đã mọc nghiêng thì không uống được. Võ công của con cũng vậy. Đã đi theo đường quan giả, chú không dạy được con. Nhưng mà con... Anh đã tra được thân phận của ông chủ quán mì rồi. Ông ta tên là Hạ Tinh Vân. Hạ Tinh Vân. Sư phụ, con vì chứng minh bản thân mới ra tay với người, xin người nhận con làm đồ đệ đi. Lúc con còn nhỏ, từng được cả mấy dạy cứu. Ngọc bội này là của người đó làm rơi lại. Nhớ kỹ, con là cả mấy dạy. Con đã nghĩ kỹ chưa? Truyền nhân của Cẩm Mì Vệ không huy hoàng như con nghĩ đâu. Con nhìn ta bây giờ đi, cũng chỉ là một người bán mì thôi. Vậy là người chấp nhận con rồi. Con cứ về trước đi, suy nghĩ kỹ rồi trở lại. Ta sẽ khảo nghiệm con, để xem cái cây nhỏ là con có thể uống được không. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Nè Khải à, ông chủ của quán mì đó đúng là cậu mới về. Hơn nữa chú ấy đã hứa dạy võ công cho tôi. Có điều vẫn phải khảo nghiệm tôi trước đã. Có phải đầu óc cậu bị hư rồi không? Ê, xong rồi. Ê, trong ký túc xá không cho dùng lò nướng đâu. Lò nướng cái gì? Đây là máy in 3D. Cậu lúa quá. Thế nào hả? In 3D? Lợi hại chứ. Khải à, tôi sắp trở thành cẩm y vệ rồi. Ngày mai cậu đến quán mì với tôi thì sẽ biết thôi. Tôi thấy tôi phải sát trùng cho cậu luôn mới được. Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Muốn hỏi thì hỏi đi, nhưng mà câu trả lời là gì tôi tin là cậu cũng muốn biết. Tôi cũng muốn biết. Nói như vậy là cậu cũng đồng ý với tôi rồi. Đồng ý chứ cậu, đồng ý chuyện gì? Chỉ dạy võ công cho tôi. Bởi vì ba của cậu nói muốn khảo nghiệm tôi. Tôi thấy võ công của cậu rất lợi hại, nên muốn nhờ cậu chỉ vẽ cho tôi. Được rồi, vậy tôi sẽ chỉ vẽ cho cậu. Thật hả? Trước hết cậu phải chống đẩy mỗi ngày 500 cái.
chống đẩy 500 cái. Đứng tấn 3 tiếng đồng hồ. Đứng tấn 3 tiếng đồng hồ. Ừ. Được rồi. Còn nữa chính là vừa đứng tấn vừa hát thủy thủ. Vừa đứng tấn vừa hát. Tại sao phải hát bài thủy thủ? Cậu không biết sao? Năm xưa Trịnh Hòa đến phương Tây, các thủy thủ trên thuyền thật ra đều là cẩm y vậy. À, ghi lại. Tiếp theo đó, cậu còn phải... Sư phụ, con tới rồi, mời người khảo nghiệm con. Được, con đợi một lát. Ừ. Anh ấy chú khó khăn, mưa gió có là gì? Lau khô nước mắt, đừng hỏi là tại sao. Tôi thấy cậu đã hát cả ngày rồi, phiền không vậy? Hả? Trộn bột. Cái này không giống với cậu dạy gì hết. Nhiều bột quá, thêm nước, thêm nước. Nước, nước. Khoan đã, khoan đã. Nước nhiều rồi, thêm bột. Bột, được. Khải à, Khải. Mạc Tâm. Ừ? Tại sao cậu muốn làm cẩm y vậy tới vậy? Năm tôi mười mấy tuổi, có một toán cướp xông vào nhà. Giao chung kê càng cho tôi. Cái chung đó, người, người của giới đồ cổ gạt tôi lấy. Lấy đi mất rồi. Ba ơi,
Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi. Thì ra cậu đã trải qua chuyện như vậy. Đúng đó, chúng tôi chưa từng nghe cậu kể. Đó là chuyện cách đây rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn không quên được dáng vẻ của Cẩm Y Vệ đó. Có một ngày tôi muốn trở thành người giống như ông ấy. Vậy cậu cảm thấy Cẩm Y Vệ đã cứu cậu là ba tôi? Tôi cũng không chắc chắn. Ba tôi vốn không phải là một vị anh hùng như cậu tưởng tượng. Tiểu Tịch, có phải cậu và sư phụ có hiểu lầm gì không? Đúng đó, tôi cũng nhận ra. Cơ bản không phải là hiểu lầm gì hết. Mẹ, ông chủ, ở chỗ Hùng báo có tin tức. Tìm được Cẩm Y Vệ đâu rồi? Chuyện gì vậy? Chú Hà đang khảo nghiệm mặt tôi. Xem ra chỉ một tháng tập luyện, sự tiến bộ của con đã vượt quá dự đoán của ta. Con quả nhiên là nhân tố đi luyện võ. Sư phụ tại thượng, xin nhận của Đồ Nhi một lại. Là thời đại nào rồi, đừng làm màn đó nữa. Đi theo ta. Theo ta. Lập lời thề trước linh vị tổ sư. Dạ. Tổ sư tại thượng, Lý Mặc Tầm tại đây xin thề. Tổ sư tại thượng, Lý Mạc Tầm tại đây xin thề. Thề luôn trung thành, nối bước tiền hiền, xả thân liều chết, nâng cao kỹ năng, giữ vững quốc bảo, quyết không phản bội. Thề luôn trung thành, nối bước tiền hiền, xả thân liều chết, rồi cái gì nữa? Nâng cao kỹ năng. Nâng cao kỹ năng. Giữ vững quốc bảo. Giữ vững quốc bảo. Quyết không phản bội. Quyết không phản bội. Mặc bộ phi ngư phục này vào, con sẽ là Cẩm Y Vệ. Bất kể lúc nào ở đâu, đều không được quên thân phận và lời thề của con. Con biết rồi, sư phụ. Nào. Đây là binh khí của con. Nhớ kỹ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ,
tuyệt đối không được để lộ trước mặt người ngoài. Con nhớ kỹ rồi. Sao vậy? Từ nhỏ con đã sợ những thứ sắc bén. Chỉ có vậy thôi mà. Cầm lấy. Tinh túy của học võ nằm ở sự kiểm soát sức mạnh. Khi con vung đao lên, đừng xem nó là một binh khí, mà là cơ thể đang dương ra. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Tới con rồi. Sư phụ, có loại binh khí nào không có lưỡi không? Lưỡi không nằm trên binh khí, mà trong lòng con. Muốn chiến thắng kẻ thù, phải chiến thắng chính con trước. Tiểu tịch, cậu xem tôi thành công rồi. Mạc Tâm, cậu cố gắng luyện võ như vậy có phải để đến một ngày có thể trả thù cho ba của cậu? Lúc đầu mỗi khi tôi tập võ, đúng là muốn trả thù cho ba của tôi. Nhưng sau đó mẹ tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện gì vậy? Xưa kia có một ngư phủ, lúc ra ngoài đánh cá bị một con cá lớn đụng hỏng ngư thuyền. Ngư phủ vô cùng tức giận, mỗi ngày canh giữ ở đó, nhất quyết bắt được con cá lớn đó. Cho đến khi nước hồ khô cạn, cá lớn cũng không thấy xuất hiện. Còn ngư phủ đó thì lỡ mất thời tiết tốt nhất để bắt cá. Nhưng biết đâu có một ngày cậu gặp được con cá lớn đó thì sao? Cậu chắc chắn người đó là ông ta? Trước đây tôi từng giao đấu với ông ta. Võ công của ông ta và của Cẩm Mi Vệ trong đoạn video phải nói là giống y hệt. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Tôi có thể đưa các ông đi tìm ông ta bất cứ lúc nào. Tốt. Vất vả cậu rồi. Nếu như tôi đoán không lầm, báu vật mà các ông muốn tìm là Chung Kê Cang Lưu Ly đúng chứ? Đúng thì đã sao? Tôi có một yêu cầu. Mời nói. Sau khi các ông tìm được Cẩm Mi Vệ đó rồi, báu vật thuộc về ông. Nhưng người thuộc về tôi. Được thôi. Tiểu tịch, ngày mai là sinh nhật của sư phụ phải không? Hình như là vậy. Tôi và Khải muốn chúc mừng sư phụ một chút. Chúng ta mua cho sư phụ cái điện thoại nha. Muốn mua, các cậu mua đi. Cậu cần gì chống đối với sư phụ chứ? Thầy có chỗ nào không tốt với cậu? Võ công của cậu tiến bộ nhanh thật. Có điều cậu không hiểu tôi và ba của tôi. Tiểu tịch, đổi lại là tôi muốn tổ chức sinh nhật cho ba mình, cũng không còn cơ hội. Khải à, cậu đừng phá hỏng chuyện của sư phụ nha.
Cậu yên tâm, không vấn đề. Chuyện điện thoại chắc chắn chưa? Tiểu tịch đã đồng ý mua rồi. À, được rồi. Tạm biệt. Mặc Tâm, Mặc Tâm, Mặc Tâm, ủa cậu về rồi hả? Cậu xem cái này, giúp tôi với. Cái này không phải chung kê căn lưu ly sao? Cậu làm hỏng món cổ vật 200 triệu tệ rồi. 200 triệu? Chính là món đồ này hôm trước được bán đấu giá trị giá 200 triệu. Cậu tìm được ở đâu vậy? Trong căn phòng tối của sư phụ. Chú ý lấy cắp cái chung sao? Cậu đừng lo nhiều như vậy, có sửa lại được không? Trời đất ơi, tôi đang cầm hàng trăm triệu trong tay đó. Rốt cuộc có được không? Chắc là được, nhưng mà kiểu gì cô phải mất 2-3 ngày. 2-3 ngày? Không được, thời gian dài quá. Nếu sư phụ phát hiện bị mất cái chung, tôi sẽ chết chắc. Ê, xong rồi. Có thể qua mắt sư phụ thật chứ? Làm sao tôi biết được, chỉ biết thuận theo ý trời thôi. Ta ta ta. Chú Hà sinh nhật vui vẻ. Còn đâu. Happy birthday. Chúc chú Hà sinh nhật vui vẻ. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Chú Hà sinh nhật vui vẻ. Wow, ước nguyện đi. Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Sư phụ ăn đi. Thử món này. Thế nào hả? Ngon lắm, ngon lắm. Chú Hạ, món của Mạc Tầm nấu quá thanh đạm. Chú xem món con nấu nè, xúc xích Frankfurt, gà miếng kiểu Đức, còn cả pizza Ý nữa. Chú xem món này. Ê, nè, không phải chúng ta đã hẹn làm món quê hương sao? Cậu như vậy là sao? Ừ, chỉ cần ngon thì đều là món quê hương hết, có đúng không chú Hạ? Được rồi, được rồi. Xem ra thực đơn của quán mì chúng ta có thể thêm vài món rồi. Nào, nào, ăn đi. À, sư phụ, còn cả món này nữa. Đây là mì trường thọ yêu thương do chính tay tiểu tịch nấu. Ba, con có mua cho bà món quà. Hả? Là gì vậy? Là cái điện thoại.
con lại xài tiền lung tung rồi. Ba đâu cần dùng điện thoại. Ba, mua cái điện thoại đâu có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, tiền là của con tự kiếm. Ai kiếm cũng vậy thôi. Ba không lấy. Ba, mua cái điện thoại thì sao chứ. Con cố gắng học hành, ra sức đi làm thêm kiếm tiền, chính là để cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút. Không lẽ vậy là không đúng? Con đừng nhắc chuyện làm thêm với ba. Một đứa con gái mà lại ăn mặc không nghiêm túc như vậy, để người ta chụp hình. Sư phụ. Sư vậy phụ. Ba muốn con làm sao? Không lẽ phải giống như ba, đeo cái tạp dày rách làm mì suốt đời hay sao? Bao nhiêu năm nay ba đã cho con và mẹ sống một ngày sung sướng chưa? Ba từng mua cho mẹ một bộ đồ mới, một cái váy mới nào chưa? Thậm chí đến cuối cùng, tới tiền chữa bệnh cho mẹ con ba cũng không có. Lúc mẹ con chết, đau đớn biết bao nhiêu. Không lẽ ba không biết sao? Ba nói ba là cẩm y vậy, ba có chức trách và sứ mệnh của ba. Nhưng con và mẹ là cái gì? Rốt cuộc ba đã cống hiến được gì cho cái nhà này? Tiểu Tịch. Chú Hạ, hay là chú dùng thử xúc xích này đi. Có chuyện gì? Các người là ai? Giao chung kê can lưu ly ra đây. Ở chỗ tôi không có thứ mấy người cần. Mau thả con gái tôi ra. Tôi đếm đến ba, giao cái chung ra đây. Nếu không tôi giết cô ta. Một. Hai. Khải, thứ đó đang ở chỗ tôi. Thả quỷ ra. Mặc Tâm, sao con lại? Sư phụ, chuyện này có nguyên nhân. Chiếc chung này là bảo vệ của Cẩm Y, vậy chúng ta phải bảo vệ, không thể giao cho họ. Sư phụ, con xin lỗi. Ba, cho cô nè. Các con đi mau, đi mau, đi mau. Đi đi. Được. Đi. Mày nói xem, mới có chút tuổi đầu học cái gì không học? Học cẩm y vệ. Đáng tiếc. Nếu là đồ đệ của ta thì đi ngay. Đi. Đi, đi, đi. Đứng yên. Giao ông ta cho tôi. Cuộc giao đấu lần trước vẫn chưa kết thúc. Tại sao lại nổ súng? Tôi muốn cạnh tranh công bằng với ông ta. Lũ tiểu nhân các ngươi. Bọn mày có mắt không? Cái chung này là hàng giả. Nói, chung kê can thật đang ở đâu? Được rồi,
Dùng cái đó với hắn đi. Ông chủ, thứ đó gây tổn hại rất lớn cho não. Hắn không chịu giao chung kê can thì có khác gì người chết đâu. Dạ. Đừng sợ, tiêm mũi thuốc thôi. Tiêm xong, ông sẽ nói ra hết những bí mật ở trong lòng. Em yên tâm, anh sẽ không nói với tiểu tịch đâu. Nói đi, Chung Kê Can đang ở đâu? Anh sẽ không nói với tiểu tịch đâu. Anh sẽ không nói với tiểu tịch đâu. Chuyện gì vậy? Dùng thuốc rồi mà hắn vẫn không nói. Ông chủ, có thể ông ta không biết thật. Ba. Chung Kê Can Lưu Ly. Tiểu tịch à, đang ở trong tay cô phải không? Nếu muốn ba cô được sống thì trước tối ngày mai đem cái chung thật đến đây cho tôi. Nếu không, các người sẽ không còn gặp ông ấy nữa. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Còn nữa, nếu tôi biết các người báo cảnh sát, tôi sẽ lập tức giết ông ta. Tôi nói thật với các cậu đó, chúng ta báo cảnh sát đi. Không được, báo cảnh sát ba tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chú đã đủ nguy hiểm rồi. Mọi người đó đem theo dao súng thật, chúng ta không thể ứng phó nổi đâu. Vậy cậu nói nên làm sao? Cái chung, chúng ta vào cái chung ra xong chuyện thôi. Cái chung? Chúng ta làm gì có cái chung nào? Sao các cậu lại có cái chung này? Cậu đừng quan tâm nhiều tới như vậy, mau đem đi đổi chú về đi. Mặc Tâm, cậu đi đâu? Tinh Vân, sau khi em ra đi, anh tuyệt đối đừng tự trách. Đây là sự chọn lựa của chính em. Bệnh của em không thể chữa được. Dùng số tiền để mua loại thuốc đắt đỏ đó chỉ bằng để lại cho tiểu tịch, để cho nó học đại học, thay em chăm sóc tốt cho con. Tiểu tịch, có phải tôi không xứng làm cả mấy vậy không?
Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy. Hey, là thời đại nào rồi, đừng làm màn đó nữa. Mạc Tâm, Mạc Tâm, Mạc Tâm, cậu định làm gì? Chung kê Càng Lưu Ly là báu vật Cẩm Y Vệ đã bảo vệ từ đời này qua đời khác. Tôi không thể để nó rơi vào tay kẻ xấu. Cậu đi một mình chính là đi chịu chết. Tôi là Cẩm Y Vệ cuối cùng, tôi buộc phải đi. Chờ đã, tôi đi cùng với cậu. Cả tôi nữa. Tôi tới nơi rồi, các cậu thế nào? Nghe rõ. Tìm thấy hộp điều khiển điện rồi. Bước tiếp theo phải làm sao? Có một sợi dây điện trong suốt. Rồi sao nữa? Kẹp bộ phát tín hiệu cho sợi dây điện đó. Làm tốt lắm. Hệ thống dẫn điện của gara xe bị tôi khống chế, cậu có thể yên tâm hành động. Tính mạng của tôi giao cho cậu đó. Tôi có thể xem đây là lời tỏ tình không? Cậu nói xem. Ai, được rồi, tôi đoán là không được. Tịch, cậu sao rồi? Tôi không sao. Chúng ta đi. Chia ra hành động. Ừ. Khải à, tới cậu rồi. Ready? Go. Thank you.
sư phụ. Tao đợi mày lâu lắm rồi, có đem cái chung tới chứ? Muốn ông ta còn sống thì giao cái chung ra đây cho tao. Ông thả sư phụ của tôi ra trước. Dựa vào mày mà muốn kỳ kèo trả giá với tao sao? Vậy ông muốn nhìn chung kê can vỡ nát tan tành không? Anh bạn nhỏ, tôi nghe lời cậu. Sư phụ, anh bạn nhỏ, được rồi, tới lượt cậu rồi đó. Ba, hai, một. Mặt Tâm. Ra đây. Cậu xem, xe của bọn cướp không đi được, vẫn còn trong núi. Lái xe qua đó mất khoảng bao lâu? Khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Chúng ta còn kịp không? Vẫn còn kịp. Chung kỳ càng chỉ có với anh Trằng mới có tác dụng. Chúng ta vẫn còn thời gian. Chúng ta còn đợi gì nữa? Mau đi thôi. Alo, 110 hả? Đúng rồi, mời nói. Chúng tôi đã phát hiện tung tích của tổ chức trộm cắp cổ vật. Xin cho chúng tôi biết vị trí cụ thể, chúng tôi lập tức hành động. Đường này có đúng không vậy? Tôi đi theo áp dẫn đường mà. Các con là Cẩm Y Vệ phải không? Ta đợi các con lâu lắm rồi, đoán là các con sẽ tới. Các con muốn đi cướp lại chung kê can lưu ly phải không? Làm sao ông biết? Con có biết bí mật của chiếc chung đó không? Con chỉ biết chung kê can là quốc bảo, Cẩm Y Vệ phải bảo vệ. Sở dĩ Cẩm Y Vệ bảo vệ chung kê can lưu ly từ đời này qua đời khác là bởi vì chiếc chung đó là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa? Đúng. Dùng đó có thể mở ra kho báu của triều mình để lại. Đó vốn dĩ là tiền của người Mông Cổ cướp bóc được từ tay bá tánh Trung Nguyên. Trong đó chứa đựng quá nhiều quan quốc, cuối cùng trở thành lời nguyện. Nếu kho báu được tìm thấy, lời nguyện
sẽ được phóng thích. Đây mới là lý do thực sự Cẩm Y Vệ phải bảo vệ kho báu. Nào, xuất chiêu với ta đi. Tại sao vậy? Cứ việc xuất chiêu là được. Hơi, nhớ, hơi. Cậu trai trẻ, cậu có tư chất rất cao, chỉ là tu hành còn cạn. Còn về cô gái này, tuy tư chất không bằng cậu, nhưng nền tảng vững chắc. Hai người các con hỗ trợ cho nhau, vừa hay bù đắp được. Chỉ là hai đứa con đều có nhược điểm riêng của mình. Nhược điểm của con là sợ hãi. Ông nói là nỗi sợ đối với vật sắc bén. Đối với rất nhiều sự vật, con đều có nỗi sợ hãi. Thị phi, đúng sai, quá khứ, tương lai. Nếu còn chiến thắng được nỗi sợ hãi, vậy thì kỹ năng võ công của con sẽ càng cao hơn. Không lẽ ông là... Mạc Tâm! Mạc Tâm! Cậu đứng ngẩn người gì vậy? Ý! Ông lão lúc nãy đâu rồi? Ông lão? Ông lão nào vậy? Ở đây chỉ có cậu và tôi. Xe sửa xong rồi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Hỏng rồi, bọn chúng lại thay đổi vị trí chừng. Mau thông báo với cảnh sát. Được. Chúng tôi có tình huống mới cần báo cáo. Được rồi. Không xong rồi, trời sắp tối rồi. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải ngăn bọn chúng lại trước khi kho báo được mở ra. Được, chúng ta lên đó trước.
tình, ở đây có tôi, đi mau ngăn cản hắn mở kho báu. Nhiều năm nay ta đã cảm nhận được sự réo gọi của ngươi. Tiểu Tịch, đi mau đi. Mang Tâm, đừng sợ, cậu là Cẩm Y Vệ. Hey.
Nè, mau kêu xe cấp cứu đi, nhanh lên nhanh lên. Có người bị thương, mau kêu xe cấp cứu. Phong tỏa hiện trường. Nhanh lên, nhanh lên. Ông chính là cả mấy vệ năm xưa đã cứu con. Cứu người không phải là chức trách của cả mấy vệ, mà là sự lựa chọn từ nội tâm của một con người. Nếu ông đã là cả mấy vệ thì chung cây can này nên đưa cho ông bảo quản. Con là truyền nhân của cẩm y vệ, xử lý chung kê can như thế nào do con quyết định. Cẩm y vệ Triều Minh, tôi có nhiều thế lực đen tối, nhưng trong số họ vẫn có một nhóm người tinh thần dễ chí đáng cho chúng ta ghi nhớ và học hỏi. Binh khí của họ vẫn có thể được áp dụng trong ngành công nghiệp quân sự hiện đại. Cẩm y vệ. Thế nào rồi? Qua rồi, còn cậu? Tôi cũng vậy. Sao cậu vẫn còn mặc áo giáp vậy? Nó đã cứu mạng tôi, đương nhiên tôi không thể cởi ra. Tin trong ngày, gần đây cảnh sát vừa bắt được một tổ chức trộm cắp văn vật đa quốc gia. Được biết, cầm đầu tổ chức này là người sáng lập của tập đoàn thợ săn khảo cổ Hồng Kông, Huan David. Tổ chức này liên quan đến rất nhiều vụ án giết người trộm báu vật. Cảnh sát đã đưa kẻ chủ mưu ra trước pháp luật, tòa án sẽ tuyên xử theo luật pháp. Chung kê can phim là sản phẩm nghệ thuật thủ công hư cấu. Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Thank you.